với hương vị thơm nồng đặc trưng của mứt bí, hạt dưa, rượu mai quế lộ, vịt cá gà quay của bánh trung thu truyền thống. Le Castella đã sáng tạo ra một loại bánh bông lan với hương vị đặc trưng của nhân bánh trung thu. Các loại nguyên liệu làm nên chiếc bánh bông lan trung thu năm nay đều được nhập khẩu 100% từ Đài Loan. Giá bán mỗi chiếc là 209.000 đồng. Bên cạnh đó, Le Castella Việt Nam còn mang đến những chiếc hộp bánh thiết kế như những hộp quà với sắc đỏ rực rỡ, trang trọng, mang đậm không khí trung thu. Sự kết hợp giữa món bánh thơm ngon cùng hộp bánh sang trọng sẽ là quà tặng ý nghĩa và độc đáo cho mùa trung thu năm nay. Quý vị có thể chọn mua bánh tại địa chỉ số 58 Ngô Đức Kế, quận 1, số 304 Nguyễn Tri Phương, quận 10 hoặc đặt hàng tại website lecastellavietnam.com.